Bill vàng Manu AI ngon tại cái dễ nhà Ronaldo. Rotoner C7 mùa lạc đà ngon mà, cộng 3. Hockland 2 bát R, cộng 3. Cánh là Lingard LL 4 nữa. Cánh phải là Mkhitaryan. Mkhitaryan năm 2 sẽ là Mkhitaryan bài bán không? Ta hoài bán luôn hả? Chà căng quá vậy Mkhitaryan căng nha. Mkhitaryan còn ai đúng không ta? Đo này cộng 2 cũng được, giờ là cộng 3. PDM sẽ là Beckham. Beckham BTB ai bán không? Beckham BTB nếu có này LN có. Beckham Ryan 30 tỷ luôn hả? Chà Beckham Ryan mắc quá vậy. Beckham BTB cũng được, cho Beckham BTB cộng 3 thôi. Cặp với lại bút 3. Bút 3 Best Cup hoặc bút 3 Rotterdam. Ờ cộng 3 luôn nè. Ngon luôn á. Cặp CB là Ferdinand. Rio Ferdinand Home Ground có ai bán không? Home Ground chưa đúng không? Home Ground giờ lại đẩy con Rio Ferdinand LN cũng được. Với lại Varane, Varane Best Cup còn có người bán rồi cộng 3 nữa nè. Rồi Ka Van der Sar, Van der Sar TT. Ừ, có người bán luôn nè, mà sao năm người bán luôn kìa. Ờ nên còn lẹ luôn. Phải là mua con Dalot, Dalot căng á, mấy hồi giờ cánh có căng, Dalot lai phải không? Được rồi. Hai con này khoai bán căng nha. Hai con này khoai bán là căng á, hai con này khó mua ghê luôn, mấy con hậu giờ cánh khó thiệt. Juan Bissaka phải không? Có hậu giờ cánh nào mà có người bán không ta? Juan Bissaka mùa lai. Ờ có người bán luôn nè, Juan Bissaka cũng được. So so chậm quá, Teles ấy. So ai bán không? So lúc so, lúc so, TT, TT ngoài bán ta. Alex Teles. Ờ có người bán luôn nè, Teles. Rồi đủ ha, 2GK, 2 hậu cái cánh gì không nhất rồi đó. Ok giờ tính tiền với đám này còn nhiều, 140 tỷ đúng không? Đây Hockland 37, 96 tỷ mà mắc cái gì vậy? Chà chà mắc quá nha, 96 tỷ mắc quá. Con Hockland này giảm về cộng 1 à, Hockland mắc quá ha. Chà vậy con Hockland hơi căng à, Hockland đổi sang Hockland Best Cup đi, có người bán không? Ờ có người bán luôn Hockland Best Cup đi cho rẻ bớt. Hockland gì mắc quá. 21 cộng cho Lingard 10 cộng Varane 11 cộng C7 12 cộng 16 cộng 14 cộng 13 77 tỷ. Ờ rẻ quá vậy. Ủa từ nãy tôi cộng bị sai sao chứ. Từ nãy tôi cộng bị sai sao ra 100 mấy. Rồi còn dư quá trời luôn. Ờ con Lan Best Cup luôn. Cộng 3 luôn á. Cộng 3 luôn cho đẹp. 26 cộng 2. Ủa 94 tỷ à. Còn còn dư tới 40 tỷ lần. Còn dư 40 tỷ đúng không? Vì đẩy con Phơi Đăng này lên. Con Phơi Đăng lên cộng 4 luôn. Phơi Đăng lên cộng 4. Beckham lên cộng 5 à. Không cộng 5 ủ không. 111 4 3 mấy tỷ mắc kìa. Ờ con Beckham đổi sang Beckham Real. Beckham đổi sang Beckham Real luôn. Ờ được luôn á chứ. Beckham Real cho con cộng 3 luôn ấy. Đẩy Beckham này ra. Vừa đăng lên được cộng 4 ngày bán không? Anh em có vừa đăng lên được cộng 4 bán mình chứ. Còn không nào bán à? Còn nào bán thì click luôn. Plan được đúng không? 1 2 3 4 5 6 7. Ờ còn Mkhitaryan nữa. Mkhitaryan nữa là 8. Mkhitaryan FA nữa. Có FA này có bán ghê ta. Ờ mua FA cũng 5 luôn trời rồi. À tính luôn 5 luôn click luôn. Tính lại cho ngày chốt nè. Ngày chốt nha. Vừa đăng này lấy cộng 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À đúng rồi nè. Đây anh. Ở đây con này 40 tỷ cộng cho Lan 38 cộng cho Rio 14 169 tỷ. Chà mắc quá. Để giảm được giảm tiền lại. Con Beckham này bây giờ mình giảm lại con Beckham BTB lại. Con Beckham bây giờ nó dễ mua. Bây giờ con Beckham này thì nó dễ mua. Mình giảm về BTB lại. Đó, Beckham giảm về BTB thôi. Cho con BTB 3 cũng được. Giảm thêm xíu nữa. Con Hockland này đổ về Best Cup luôn. Hockland này đổ về Best Cup để lấy con Mkhitaryan. Mkhitaryan vì không mua quá. Lan Best Cup đây cộng 3 là 18 tỷ đúng không? Con này 37 trừ cho 18 là thiếu 19 tỷ, trừ đi 19 còn 125 là đủ luôn á. Vậy là đủ tiền. Ok vô coi chỉ số là nên như nãy tôi chưa coi chỉ số không. Cặp cánh là Mkhitaryan với lại Lingard nè, tốc độ 111, tăng tốc 111 luôn. Đó cặp này ngon mà tại bao nhiêu Mkhitaryan tại 116, Lingard tại 102 à, nhưng mà tại được để tí vô tại mới được nha. Lingard lợi là cộng 2 à. Ơ con Lingard cộng 2 à, tí mua phô đặt cộng 3 ta. Sao cộng 2 được vậy? Cái gì đại chú ạ, phải đập được 3. Còn dư 5 tỷ á, tôi để lại chú ạ đập á. Đẩy ui có tạc bóng sớm luôn, ngon luôn chứ cặp này sẽ tạc ngon. CR7 và đi qua Hockland sẽ là CMCF CR7 Rotterdam nha. Nhiều bạn chơi này đúng không? Thì anh em sẽ một lần nữa lại thấy CR7 tỏa sáng trong vòng Manu 150 tỷ này. Lực suốt 122, suốt sang 124, suốt xoáy 121 đó là chỉ số Hockland. CR7 chỉ số có thể không cao nhưng đánh đầu 115. Còn bản này đánh đầu rồi. Suốt xa hai cái máy suốt. Mà thôi bạn này huấn luyện viên kỹ năng elite cắn hàng. Beckham và Pogba sẽ cặp CDM. Beckham là chủ để cầm JD nè, JD với Susa. Ở nhiều bạn chơi Susa JD được thì Susa JD cho điểm một. Gắn cho cái huấn luyện viên kỹ năng máy xúc cho Pogba và Tikitaka cho Beckham. Tại vì bạn này không huấn luyện viên kỹ năng nha. Đó này là Susa đấy. Cặp CB là Vara nó lại thôi đăng. Cặp 14 như số. Cặp này ngon rồi ha. Manu 150 tỷ tới đây rồi mắc binh luôn chứ. Còn thế nào mắc binh hơn nữa? Juan Bissaka, Alex Telles, hai hậu cánh giảm lương nhưng hai này căng lắm. Giờ cái bên ngoài xa. Được luôn. 4213 này anh em chọn tạc chính xác. Mikel Arteta thôi, tốc độ truyền à, không à? Cho truyền chính xác nhá, 4213 truyền chính xác với lại cái tận dụng khoảng trống á, truyền xác tận Gareth Southgate. Cái này
Carat AI, tập trung bình bọn bật hết này giờ không đó nha. Không hết. Carat tay cầm tùy chỉnh, không sử dụng gì dùng nếu dài thì em xoáy sử dụng khi bóng sử dụng lên đầu nè. Chạy nhanh gọi trợ kèm theo đội thủ này thật bóng nè. Ok, vô. Em sẽ ở đây chỉnh chiến thuật lại cho tạc nha. Rồi phải công nhanh luôn. Phải công nhanh tạc cao, rồi tạc còn 77 đây. Sút thấp thôi để dòng cầu thủ chạy vô vòng cấm. Tiền của số 2 tổ chức đây, hai người tổ chức thôi. Đội anh này là mình sẽ từ hai cánh á. Từ hai sider mình chuyển hai cánh, từ hai cánh mình tạc vô bảng này bảng bạc nha. Bản này bản tạc thì tôi sẽ để ông CAM và lão ST luôn luôn trong cấm là thêm hai CDM vô nữa. Bản này ra cấm là mình vô banh tạc ngay là mình lụm luôn á. Đường thủ để 20, 20, 28 cũng được. Những người do đội thủ thấp thôi cũng kéo về hết để mình phòng ngự cho nhanh chắn. Chiến thuật đơn của từng cầu thủ thì sẽ đoạn để công 3 thủ 1 nha. Sẽ nách, lộn CR7 này không để sẽ nách nha. CR7 không để sẽ nách được, anh em để công bằng lắm nha. CR7 sẽ nách chạy rồi. Này anh em để cơ hội tạo ra như nhau, CC2 tất cả lại mà mình định hết. Công 3 thủ Phúc Lan là công 3 thủ 2 luôn, CM và công 3 thủ 2 công bằng đấy. CC2 luôn, này CC2 vô. Hàng này sẽ là cánh ông tạc vô cho ông CR7 đánh đầu, họ tạc vô cho Phúc Lan. Đánh đầu được, Phúc Lan đánh đầu được, Phúc Lan xuất xa được mà. 2 CDM nên để công 2 thủ 3. Tấn công bằng, hàng này lên xuất xa giết D. Bản này em chơi là giết D thấp đúng không? Tôi giết D cho anh em coi luôn, tôi xuất xa cho anh em coi. Đó, hai hậu về cánh sẽ là công 2 thủ 3, nó không tham gia tấn công. Công 2 thủ 3 nha, tại lâu lâu là hỗ trợ hàng cánh chơi nha, sẽ về công 1 thủ 3 rồi. Ta vô cái mặt hành nha. Mất tập trung không? Kì thay vậy chứ, kì gặp đứng nha, đứng á. Kì tao đi anh. Đi vô Phúc Lan, thấy không? Giúp đê nha, Phúc Lan nha, mùa thường nha, cộng 3 thôi. Vẫn có thể giúp đê được. Đó, nhiều ông nói giúp đê không vào đâu, chứ không vào. 4-2-1-3 này, anh em có thể ra cánh, thể xuất xa và Phúc Lan có thể giúp đê. Giết D cảm nhiệm đường xíu là dễ vô lắm. Giết D chứ còn cảm nhiệm xíu là giết D à. Tắt banh kiểu gì cũng đi banh cho nó hết trơn á. Hay Bút ba, hồng pha skill của Ronaldo không? Đi qua đi lại, đi qua đi lại hai nhịp luôn. Ronaldo RTN. Không ai ta Mkhitaryan. Ronaldo cuối cùng thì cũng ghi bàn, tạt cánh đánh đầu 4-2-1-3. Được mà, quá học bà Manu hả? Ông này fan môn thú không công hả? Đi vô Phúc Lan, vô giết đê vô Phúc Lan giết đê ghê đúng không? Đi vô Phúc Lan giết đê không cần biết meta nào hết trơn á. Đó, tôi đang nắm meta mới nha, mà Phúc Lan đấy á chỉ số cộng 3 rồi nha. Giết đê vẫn vô chứ dễ đâu, ngoài vòng cấm luôn đó. Nếu nào chơi giết đê ngoài vòng cấm Julian Alvarez à. Và đó là quả vào sao mày nhảy vào sao khó vô lắm. Jesse Lingard ra cánh rồi, 4-2-1-3 này, bản ra cánh luôn rồi, đúng 4-2-1-3 luôn á. À nè ha, ra cánh là đủ cách để có thể các bạn này có thể truyền hay là tạt. 4-2-1-3 Manu này á, 150 tỷ thôi. Đang bóng cháy nha. Được mà luôn. Chủng AI tôi còn mấy mùa mới, chủng meta mới đó cho đã. Thì bữa mà Manu này có thêm hôn còn ra thì nó bán ra nữa build nó lại nó ngon. Manu hôn ra rồi. Trời. Được không? Ronaldo tạc cộng pha tạc gì được luôn hả? Tạc kiểu đó cũng vô luôn, 4-2-1-3 bản tạc out luôn à. Trời ơi, mới làm 3 trái tạc rồi mấy đâu, out luôn rồi. Em cũng lên từ từ em quỷ kia phát bài kìa quá à. Ronaldo giết đê ngon cắm nha, giết đê ngon cắm. Ronaldo vẫn thể xuất được. Cristiano Ronaldo à, chưa qua mất à.
Chứ đi vẫn vô được, chịu khó vô gần gần tí xíu nữa. Bye.